Ui trời. Đây các bạn ạ, kéo đây. Sộp đấy, nó là gù gù. Ui, dướn rồi. Đấy, sộp đấy. Cứng đơ người các bạn. Bùng mắt lên. Đây. Ai. Chưa được em thiểu nó to cân nhỉ các bạn nhỉ. Ê các bạn ơi, một đống này. Ơ. Rồi, quanh phát ba con nổi lên các bạn. Ba con chép đồng. Đây mới gọi là chép đồng này. Ấy. Chép xong luôn. Chép xong các bạn. Hả? Còn mấy con ở đây? Ui, ơi. Đây các bạn. Ôi giời ơi. Nếu có không, có không đụng à, không đụng hình như là hết cá. Đây các bạn ơi, cái này phải xuống dưới đổ không nhặt được. Rồi đúng rồi, mỗi con xuống dưới đổ không nhặt. Nói đi một mình chú. Đó quá. Xuống này càn phát nữa. Đông đông nó chạy, nó chạy được hai cái tích kéo chạy đâu. Loại này nó y mẹ rồi. Còn chép, chép này chép lên chép sông. Chép sông nó bé nó vào. Chép sông nó nhỏ. Bé vào con này. Đấy. Đoàn hàng to đấy.
con này vớt cái ấy này vào này.